Hello, xin chào tất cả các anh chị em và những người bạn của Linh. Xin chào top 5% dân số nhanh nhất hành tinh cập nhật thông tin về Skyway, một tập đoàn công nghệ giao thông vận tải thông minh đột phá 4.0 và hiện đang xây dựng trên quy mô toàn cầu. Đây là chương trình livestream lúc 20:30 hàng ngày của Linh để cung cấp cho tất cả các anh chị em những thông tin nhanh nhất, mới nhất liên quan đến tiến trình phát triển của tập đoàn Skyway. Đầu tiên thì cho Linh gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị em bởi vì anh chị em đó là người chọn mặt gửi vàng và cập nhật thông tin qua livestream của Linh. Thế thì có một số lý do mà anh chị nên xem live của Linh thì như sau. Thứ nhất, Linh là một cổ đông của tập đoàn Skyway. Chính vì thế Linh biết được đâu là nguồn thông tin chuẩn để gửi đến anh chị em. Lý do thứ hai, Linh là người đã trực tiếp sang Innovation Center, công viên trình diễn của Skyway ở tại Sara. Nên là Linh biết được ở bên Sarai thì có thực sự là đang xây dựng không nhé anh chị em nhé. Lý do thứ ba thì là những thông tin mà Linh cập nhật cho anh chị em là những thông tin mang tính chất thời sự. Tức là cứ sau một ngày thì Linh sẽ tổng hợp lại thông tin và gửi đến anh chị em nhé. Xuyên suốt nội dung livestream của Linh thì Linh có một câu slogan. Đó là Linh không vẽ một tương lai màu hồng mà Linh chỉ cho anh chị thấy thực tế. Tức là bất cứ một cái thông tin nào mà Linh nói thì đều có những trích dẫn Linh chuẩn nguồn nha anh chị em nhé. Nha anh chị em cứ kiểm tra thoải mái luôn. Không bao giờ tô vẽ. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Xin chào chị Kim Ngân, Công Quang, Đức Mini Vũ, anh Bùi Trì Tình, Mạnh Trần, anh Tiến Quang, anh Phan Trọng Nguyên, anh Phạm Ngọc Hùng, anh Nguyễn Anh Tuấn, anh Lò Tôn Tự, ba người khác nữa nè. Anh Công Đinh Văn, anh Nguyễn Quốc Hoàn. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Ngày hôm nay thì là Linh sẽ tiết lộ cho anh chị một cái bí mật động trời mà khiến cho Dubai có thể phát triển kinh tế nhanh và mạnh đến cái mức vượt trội như thế. Thế thì là hôm nay thì là mình đã phát hiện ra rồi anh chị em ạ. Chúng ta đã phát hiện ra được cái bí mật này và chúng ta sẽ cùng mổ xẻ xem tại sao mà ông Dubai ông lại phát triển kinh tế mạnh đến mức như thế, đúng không ạ? Công Quang lại cứ đến giờ lại hóng livestream của chị Linh. Cảm ơn tất cả những tình cảm tốt đẹp của anh chị em nhé. Xin chào Trần Văn Chất, xin chào anh Việt Hải. Chúng ta thì đều biết được rằng là Dubai thì họ rất là phát triển kinh tế, đúng không ạ? Tuy nhiên thì là chúng ta cũng chưa hiểu rõ được là tại làm sao mà kinh tế của họ lại phát triển mạnh đến mức như thế, đúng không anh chị em? Thế thì ngày hôm nay, không biết là anh chị em đã đọc chưa, nhưng mà ở trong cái bài đăng mới của Linh ấy, cái bài đăng mới của Linh thì là Linh có dán cho anh chị em cái ảnh, Linh có đăng cho anh chị em cái ảnh mà giám đốc Bộ Giao thông Vận tải của Dubai ông ấy nói ấy. Ở cái bài đăng gần đây nhất nhé, ở cái bài đăng mà có Linh đăng YouTube đấy, Linh đăng YouTube lên ấy, thì là anh chị em nhìn comment là anh chị em thấy là Linh đã đăng cho anh chị em một cái ảnh mà Linh ghi là 50 phút trước ấy. Thế thì là lúc đấy là Linh có đọc được cái Twitter của bên phía Bộ Giao thông Vận tải Dubai. Nên là Linh đã biết được là vì sao mà phía Dubai lại có thể phát triển kinh tế mạnh như thế. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mổ xẻ cái vấn đề này nhé. Hello, xin chào tất cả các anh chị em đang xem. Trời ơi, rất là nhiều người luôn. Xin chào anh Tống Đức Cương, chị Đinh Thủy, chị Lê Thị Sang, anh Phong Trương Như, chị Trinh Phạm, anh Thiện Vũ, anh Lâm Bizi, cô Nguyễn Dung đúng không ạ, chị Bảo Xuyên, anh Đỗ Thành Nhơn, Linh Linh, Chiến Nguyễn, chú Dương Mỹ Thoa, hello, xin chào Phan Huyền Trang, xin chào anh Trần Ánh. Chú Thuận Nguyễn đúng ạ. Hello, xin chào tất cả anh chị em nhé.
ok, có rất là nhiều anh chị em rồi. Thế thì bây giờ là Linh sẽ đi vào cái nội dung chính luôn. Thì ngày hôm nay khi mà Linh đọc được cái Twitter ở trên Bộ Giao thông Vận tải Dubai thì đã có rất là nhiều điều khiến cho cái bí mật liên quan đến phát triển kinh tế của Dubai đã được làm sáng tỏ. Và bây giờ thì là Linh sẽ đầu tiên á, thì là Linh sẽ dán cho anh chị em cái link liên quan đến Twitter này để anh chị em kiểm tra nữa nhé. Mình nói có sách mấy có chứng luôn anh chị em. Có bao giờ là link không dán link chuẩn nguồn cho anh chị em đâu đúng không ạ? Đây, cái link này là link Twitter nha anh chị em nhé. Cái link này là link Twitter chứ không phải là link Instagram. Twitter thì nó hình con chim ấy, hình con chim màu xanh xanh ấy. Đây này anh chị em, nó như này này. Hello, xin chào tất cả anh chị em. À, anh Phong Trinh Như bảo là vừa xem live của Linh vừa xem tình hình bão 13 tại miền Trung. Bão gió thì một lát nữa chúng ta sẽ bàn đến. Tuy nhiên thì là Linh đang muốn cung cấp thông tin mới cho anh chị em, thì nên là Linh sẽ nói về cái vấn đề là những thông tin mới trước nha anh chị em nhé. Đấy thì là trong cái link mà Linh vừa dán cho anh chị em đấy, thì Linh sẽ đọc luôn cho anh chị em nghe nhé. Rất là hay luôn. Mình đã biết vì sao mà kinh tế của ông Dubai lại có thể phát triển mạnh đến mức như thế anh chị em ạ. Thông minh dã man luôn. Cái tweet này thì nó nói như sau. Ngài Mata Mohammed Al Taylor khẳng định rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng là động lực chính của nền kinh tế của bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Anh chị em nghe rõ chưa? Cái ông mà Mata Mohammed Al Taylor này, thì ông là giám đốc của Bộ Giao thông Vận tải Dubai, RTA đấy. Anh chị em biết RTA rồi đúng không? Đấy, RTA là viết tắt của Bộ Giao thông Vận tải Dubai. Thế thì Mata Mohammed Al Taylor thì ông là giám đốc của RTA. Và ông ấy khẳng định rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng là động lực chính của nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào trên toàn thế giới. Tiếp theo nhé, chúng ta sẽ cùng xem. Ông tiết lộ rằng các nghiên cứu quốc tế đã xác nhận tính khả thi cho việc chi tiêu cho các dự án đường bộ và hệ thống giao thông. Một nghiên cứu của Anh, của nước Anh ấy, thực hiện trên 300 dự án thì đã kết luận rằng lợi nhuận kinh tế trên mỗi một đồng dirham đầu tư vào các dự án giao thông thì nó dao động từ 1,84 dirham cho đến 4,3 dirham. Tức là như thế nào? Tức là như thế này. Cứ một đồng dirham mà đầu tư vào giao thông vận tải thì cái lợi nhuận người ta thu về nó sẽ gấp từ 1,84 cho đến 4,3 lần. Đấy, cái lợi nhuận mà đầu tư vào giao thông vận tải đấy anh chị em ạ. Hello, xin chào tất cả anh chị em, xin chào anh Phan Trọng Nguyên ạ. Đấy, thế thì là anh chị em thấy là trời đất ơi, mình cứ tưởng là con chào cô Dung nhé. hello, xin chào tất cả anh chị em. Mình cứ tưởng nó không lâu nó mới thu được lợi nhuận đúng không anh chị em? Thế nhưng mà thực sự thì là trong những cái việc tính toán cụ thể chi tiết thì chúng ta mới biết được rằng là trời đất ơi, đầu tư một đồng vào giao thông vận tải mà trời ơi nó khiến cho cái nền kinh tế mà có thể là tăng trưởng với cái quy mô mạnh đến như thế. Kinh khủng nhỉ anh chị em nhỉ? Đấy,
Thảo nào mà kinh tế của ông Dubai ông lại phát triển đúng không anh chị em? Chưa hết đâu anh chị em cứ bình tĩnh. À đây, trước đó ấy, thì RTA tức là Bộ Giao thông Vận tải của Dubai thì đã tiến hành một nghiên cứu chi phí lợi ích của Dubai Metro. Dubai Metro là cái tuyến đường mà chạy bằng con tàu Metro của Dubai đấy. Con tàu đấy thì có người lái. Con tàu đấy là cái bữa mà Linh sang Dubai thì Linh cũng có đi, nhưng con tàu đấy là vẫn có người lái. Nó cũng đi trên cao. Đấy, nhưng mà nó vẫn là cái công nghệ mà nó chưa phải là đột phá như là Skyway. Nó lâu rồi. Và một số dự án đường với sự hợp tác của một trường đại học Anh Quốc. À, nghiên cứu thì cho thấy là cái tỷ lệ lợi ích trên chi phí của Dubai Metro đạt mức 1 vào năm 2016. Tức là lợi ích được bao trả cho chi phí đấy, tức là cái nguồn lợi thu về đấy. Nguồn lợi thu về là đã trả hết được cái chi phí rồi. Đấy, tỷ lệ này được dự báo là sẽ đạt 4,3 vào năm 2030. Tức là cái lượng vốn mà họ đầu tư ấy vào năm 2030 thì nó sẽ gấp lên 4,3 lần lợi nhuận đấy anh chị em. Tiền lợi nhuận của Dubai nhờ việc xây Dubai Metro đấy. Đấy thì anh chị em thấy không, trời ơi, đấy là cái lý do vì sao mà cứ tập trung vào phát triển giao thông thôi, tức là kinh tế lại phát triển, đúng không anh chị em? Thông minh thật, quá là thông minh luôn. Nghiên cứu khả thi cho tàu điện ngầm Dubai được thực hiện với sự hợp tác của một trường đại học của Anh chỉ ra rằng lợi ích trên chi phí tàu điện ngầm Dubai đạt 1 vào năm 16, tỷ lệ này dự kiến đạt 4,3 vào năm 2030. Đấy, tức là ông Dubai là đầu tư vào giao thông là rất là thông minh luôn. Đây nha, Linh sẽ đọc tiếp cái tweet nữa. Ngày hôm nay thì phía RTA là tweet khá là nhiều. Đấy, tự nhiên là dạo này nói nhiều về giao thông vận tải thế. Đang quảng bá mà, đang quảng bá cho cái việc là họ đang mong muốn phục hồi kinh tế mà. Đang mong muốn là phục hồi kinh tế, thế nên là họ nói rất là nhiều đến cái việc giao thông vận tải để thu hút cái vốn đầu tư của nước ngoài. Và khi nước ngoài mà đổ vốn vào Dubai nhé, mà đến Dubai mở doanh nghiệp hay là đến Dubai để hoạt động và xây dựng các thứ ấy, thì là đương nhiên rồi, phía Dubai họ sẽ phát triển kinh tế và họ sẽ phát triển thêm nhiều cái lĩnh vực khác nữa, đúng không anh chị em? Đấy. Dubai thực sự là cái nguồn thu về dầu mỏ của họ thì không có nhiều đâu, chỉ chiếm 5% cái kinh tế thôi. Còn đa phần thì bây giờ họ chuyển sang bất động sản này, họ chuyển sang du lịch này, đúng anh chị em, rất là nhiều luôn. Đây nha, họ lại tiếp tục, họ thuyết là như này: Dubai có những con đường tuyệt vời và cơ sở hạ tầng giao thông được đặc trưng bởi chất lượng cao và phạm vi địa lý rộng khắp tiểu vương quốc. Đấy, anh chị em thấy không? Trời đất ơi, đây là một cái hình thức PR, một hình thức quảng bá cho chính bản thân mình, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà thật sự nó là như thế. Thực sự nó là như thế anh chị em ạ. Đường bên Dubai rất là đẹp. Đấy, nó rất là đẹp, nó rất là khoa học, đi lại rất là thất thích và thuận tiện. Chứ nó không giống như là ở nhiều nước đâu, không giống như là nhiều quốc gia là còn chưa ok đâu anh chị em ạ. Đấy. Thế để Linh đọc tiếp xem ông ấy nói những cái gì nhá. Mạng lưới đường bộ ở Dubai đã góp phần vào xếp hạng của UAE ở vị trí đầu tiên về chất lượng đường giao thông trên toàn thế giới trong giai đoạn 2013-2017. Đấy, xếp hạng ở vị trí đầu tiên về chất lượng đường giao thông trên toàn thế giới. Xếp hạng đầu tiên nhá. Đấy, đường giao thông mà thậm chí là chưa có Skyway mà đã xếp hạng đầu tiên trên xếp số 1 trên toàn thế giới về cái chất lượng đường giao thông rồi nhá. Đấy, trong giai đoạn 13-17. Đấy, anh chị em thấy không? Trời đất ơi.
Đấy là cái lý do vì sao mà họ phát triển kinh tế đó anh chị em ạ. Ôi rồi, đúng anh chị em, thế thì mới nhanh phát triển kinh tế, thế thì mới nhanh giàu chứ. Đừng quan sao là biết tập trung đúng cái cần phải tập trung đấy thì là mới phát triển kinh tế được. Thế anh chị em bảo là bây giờ giao thông mà thông thường nó không thuận lợi ấy, thì có nhiều doanh nghiệp là muốn đến ông Dubai để phát triển không? Có muốn đến ông Dubai để đặt cơ sở làm việc không? Tất nhiên là không rồi đúng không? Đấy. Thế là ông rất là nhanh tay, ông ấy nhìn thấy ông Skyway là công nghệ này sẽ phục vụ rất tốt cho mình trong cái việc phát triển kinh tế. Đấy. Thế là ngay lập tức là ông đấy bắt ông Skyway là các anh phải xây cho tôi đầu tiên. Đấy. Thực ra nhá, là trước khi mà mình làm ăn với Dubai ấy, là mình cũng đã có những hợp đồng khác rồi, mình cũng đã có những cái biên bản ghi nhớ rồi. Thế nhưng mà cái việc mình xác định là mình xây dựng cho Dubai đầu tiên ấy, thì đây cũng là một cái điều mà đây là một cái niềm vui rất là lớn cho Skyway của chúng ta, đồng thời cũng là một cái đòn bẩy cực kỳ lớn cho cái việc chúng ta phát triển thương hiệu và phát triển trên cái quy mô toàn cầu. Đấy. Thế anh chị em thấy là như thế. Trời ơi, một quốc gia người ta đi đầu về giao thông, người ta đi đầu về kinh tế, người ta đi đầu về công nghệ, mà người ta lựa chọn Skyway. Đấy, thì nhiều anh chị em mà chưa đầu tư Skyway, chưa nắm cổ phần Skyway đấy, thì anh chị em nhìn vào đấy mà anh chị em biết, anh chị em lựa chọn. Đến bây giờ rồi mà vẫn còn bảo Skyway mà nó lâu phát triển rồi là nó thế nào, bánh vẽ rồi là nó thế nào. Ôi dồi ôi, phát triển là mầm rồi, không nhanh hết cổ phần đến nơi rồi. Đây nhá, hệ thống giao thông công cộng được cải thiện ở Dubai là công cụ giúp tăng tỷ trọng giao thông công cộng trong việc di chuyển của người dân từ 6% năm 2006 lên 18,3% vào năm 2019. Đấy, thì tức là sao? Tức là họ, những người mà sống ở Dubai ấy, là họ chuyển sang cái hình thức là di chuyển giao thông công cộng. Đấy, thì là nó nhanh hơn, nó thuận tiện hơn. Từ 6% năm 2006 mà lên 18,3% năm 19. Và họ còn có cái định hướng là đưa cái giao thông công cộng này, giao thông tự trị để có phát triển mạnh hơn nữa vào những năm 2030. Thì anh chị em thấy là cái định hướng phát triển của người ta đâu có phải là người ta định hướng phát triển thời gian ngắn đâu. Người ta phát triển là người ta sẽ phát triển trong một cái khoảng thời gian dài. Đấy. Thì là bởi vì sao? Bởi vì đấy, giao thông của nó là một cái ngành quy mô lớn. Thì phải có cái sự quy hoạch, phải có cái sự tính toán, phải có cái hoạch định chiến lược, phải có cái tầm nhìn lớn trong tương lai. Chứ không phải là trời ơi, nó đâu có phải là rau cỏ khẩu trang đâu mà tính đến chuyện là ngày hôm nay đầu tư, ngày mai chúng ta có lời luôn. Đúng ạ. Linh rất là xin lỗi những anh chị mà rất hay hỏi Linh là đến khi nào có tiền. Đến khi nào có tiền là thực sự là Linh cũng không muốn trả lời. Có nhiều anh chị em vào comment ấy bảo là Linh ơi, khi nào có tiền. Linh rất là không muốn trả lời, Linh chỉ bảo là anh chị cứ theo dõi thông tin thôi. Còn Linh sẽ không trả lời những câu hỏi như thế. Bởi vì nó không phải là một cái, nó không phải là một cái gì đấy, Skyway nó không phải là một cái gì đấy để anh chị có thể ăn sổi được. Nó là cả một cái, nó là cái việc liên quan đến xây dựng cơ mà. Thì nó phải tính bằng năm chứ. Đúng ạ. Muốn nhanh thì đầu tư sẵn sàng. Đấy, nhưng mà chết lúc nào Linh không biết đâu, kệ anh chị thôi. Cái điều này mới là quan trọng này. Những chỉ số này đã nâng cao chứng chỉ và khả năng cạnh tranh của Dubai trong việc tổ chức các sự kiện lớn, ví dụ như là Expo 2020. Đấy. Thì là phía tập đoàn Skyway là có ký kết hợp đồng với lại bên Dubai rằng là sẽ hoàn tất con đường mà ở Dubai trước Expo. Trước Expo để cho là Dubai là tận dụng đường Skyway để tổ chức Expo. Đấy, thế nên là sang năm mà Expo 2021 mà diễn ra đấy, thì là anh chị em sang đấy thì anh chị em được đi con tàu thật của Dubai rồi. Đấy. Trời ơi, ông ấy làm gì, quốc vương làm gì cũng tính toán cả anh chị em ạ.
chứ không phải là không có tính toán đâu, và cái điều là rất là quan trọng nhá. Đấy, những cái chỉ số này này, những cái chỉ số mà Linh vừa mới kể cho anh chị em đấy. Đấy. Thì đã nâng cao cái chứng chỉ và khả năng cạnh tranh của Dubai trong việc tổ chức các sự kiện lớn như là Expo. Expo đó là một cái sự kiện toàn cầu, nó là một cái triển lãm, một cái hội chợ toàn cầu. Đấy, thì anh chị em mình dung là sẽ đón hàng triệu lượt khách ở trên toàn thế giới là đến thăm Dubai này. Đấy. Và những người mà những quốc gia mà tham gia và tổ chức tại triển lãm này ấy, thì đương nhiên là họ sẽ có cái thời gian họ lưu sống ở tại Dubai, đúng không ạ? Họ sẽ cần phải di chuyển, đúng không anh chị em? Những người khách du lịch đến thì họ cũng cần phải di chuyển. Và phía Dubai thì là có những cái lợi thế trong cái việc là giao thông công cộng như thế. Thì trời ơi, đấy sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn cho cái việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Dubai. Đấy, và khi mà thu hút được vốn đầu tư nước ngoài vào rồi thì là kinh tế của anh rất là phát triển luôn, đúng không ạ? Giống như là ông Việt Nam đấy. Nhà ông Việt Nam mà thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài là kinh tế nó đi lên như diều gặp gió đấy, đúng không anh chị em? Đơn giản mà, đúng không ạ? Đấy, thế là trời ơi, mình đã biết được là cái bí mật mà khiến cho ông Dubai là tại sao mà ông đấy lại phát triển kinh tế mạnh đến mức như thế, là do ông ấy tập trung vào giao thông vận tải anh chị em ạ. Đấy, ngay lúc ban đầu ấy, ngay lúc đầu thì là Linh đã đọc cho anh chị em cái tweet của giám đốc Bộ Giao thông Vận tải Dubai rồi, đúng không? Đấy, bởi vì là nó hơi dài, thế là Linh chưa kịp là đăng lên cho anh chị em. Thế với cả là bởi vì là những thông tin này thì lại phải phân tích cơ, lại phải phân tích thì là chúng ta mới để ý. Chứ bình thường mà đăng lên thì chúng ta chẳng không nhiều người để ý, bởi vì chúng ta quan tâm đến Skyway nhiều hơn. Đấy. Những cái này thì nó mang tính chất là nó chuyên sâu hơn. Đây, cái đầu tiên Linh bảo với anh chị em đúng không? Ngài Mata Mohamed Al-Taylor thì đã khẳng định rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng là động lực chính của nền kinh tế của bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Đấy, anh chị em nhé, không phải riêng Dubai đâu, mà là bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Bất kỳ một ông nào ở trên thế giới mà muốn phát triển kinh tế cũng đều phải phát triển cơ sở hạ tầng giao thông thì mới có thể là phát triển kinh tế được. Mà theo anh chị em thì có ông nào là không muốn phát triển kinh tế không? Ở các quốc gia trên toàn thế giới thì có ông nào là không muốn phát triển kinh tế không? Ông nào chỉ muốn phát triển? Giời. Thế thì anh chị em đầu tư vào cái lĩnh vực giao thông vận tải đấy là rồi anh chị em thắng lớn luôn. Mình không hiểu là tại sao mà mình lại may mắn thế, mình vớ được ngày đúng không Skyway. Vừa phát triển trên quy mô toàn cầu này, vừa công nghệ ngon lành ok này. Đấy, đúng không anh chị em? Trời ơi, ở những các quốc gia khác người ta cũng rất đau đầu giải quyết những cái vấn đề mà liên quan đến ùn tắc giao thông chứ anh chị em. Đấy, đến bây giờ là vẫn đang phải nghiên cứu các cách để mà giải quyết, đúng không ạ? Thế mà ông Skyway thì ông ấy có sẵn cái giải pháp rồi. Tàu của ông ấy chạy lâu rồi. Ông giờ ông đang xây trên quy mô toàn cầu rồi. Thế anh chị em thấy có phải là ông ấy nắm cái ưu thế rất là lớn không? Mà ông ấy đi đúng theo cái xu thế phát triển của thế giới. Tức là sao? Tức là ông ấy sử dụng năng lượng sạch này, ông ấy bảo vệ môi trường này, mà ông ấy còn an toàn này, đúng không? Sử dụng trí tuệ nhân tạo này, không người lái này. Đấy, cái độ khó rất là cao và quy mô phát triển toàn cầu. Nên nóng cũng đi được, lạnh cũng đi được, băng tuyết, mưa bão rồi cũng đi được, sa mạc rồi là bão cát cũng vẫn đi được, đúng không anh chị em? Không khí có muối biển ăn mòn là cũng vẫn chịu được. Trời đất ơi, không đáp ứng đủ tất cả mọi cái yêu cầu của thế giới rồi, rồi là ông ấy không thắng thì là ai thắng? Theo anh chị em thì ông không thắng thì là ai thắng? Đấy. Người ta có cơ sở để mà người ta dựa vào, để mà người ta khẳng định được rằng là ông Skyway là ông sẽ chiếm 50% thị phần giao thông trên thế giới. Đâu phải tự nhiên mà người ta đánh giá như thế đâu, đúng không ạ? Trong khi là những công nghệ khác thì vẫn còn là đang loay hoay, đang nghiên cứu, đang thử nghiệm. Mà ông Skyway thì ông chạy ầm ầm rồi, đúng không anh chị em?
ông chạy ầm ầm rồi. Thì bây giờ anh chị em còn một cái khoảng thời gian rất là ngắn để anh chị em sở hữu cổ phần thôi, mà bây giờ anh chị em mà còn chưa nhận ra cơ hội ấy, mà còn chưa nhìn thấy cái tầm quy mô, cái tầm vóc của Skyway ấy, thực sự là cũng hơi là chưa được vui lắm đâu anh chị em ạ. Hello, xin chào tất cả các anh chị em và những người bạn của Linh. Xin chào chị Hồ Phương Nguyên, anh Nhanh Nguyễn, chị Lò Thị Mây, anh Bùi Thanh Liêm, Hương Duyên, Ngọc Hảo, chị Thanh Tâm, chị Huỳnh Loan. Hello, xin chào tất cả các anh chị em. À, anh Đức Mini Vũ bảo là tính bằng 5 năm, 10 năm. Đấy, đầu tư thì cứ bảo lâu. Lâu mình đầu tư đúng nơi, đúng chỗ, tiền nó đẻ ra nhiều. Tiền nó đẻ ra nhiều thì là ok đúng không? Đấy, mình cứ, mình đã chưa có nhiều tiền, mình cứ đầu tư lung tung, mình vất mỗi nơi một chỗ, xong rồi, mỗi nơi một tí đấy, xong rồi cuối cùng mình có gì? Theo anh Treo là mình có cái gì? Mình đầu tư là mình xác định để thắng, mình đầu tư mình chọn cái gì nó giá trị thì mình đầu tư đúng không ạ? Ông Skyway ông phát triển trên cái quy mô toàn cầu như thế, đúng không anh chị em? Cảm ơn anh chị em đã chia sẻ livestream giúp Linh nhé. À hello, xin chào chị Hồ Phương Nguyên, chú Trần Khởi, chị Hoa Thị Đỗ. Xin chào tất cả anh chị em. Đấy, không chỉ là liên quan đến cái vấn đề là giao thông đường bộ đâu anh chị em ạ. Không chỉ là cái vấn đề giao thông đường bộ đâu. Mà ở Dubai nhá, thì họ có những cảng nước sâu rất là lớn. Có những cảng nước sâu rất là lớn. Tại sao cái vấn đề cảng biển nó lại quan trọng? Là như này này. Giao thông đường biển nó cũng là một cái mà khiến cho một quốc gia có thể phát triển được rất là mạnh. Bởi vì là cái lượng hàng hóa chuyên chở qua đường biển rất là lớn. Đấy. Mà ông Skyway của chúng ta nhá, lại còn có cả cái vận tải container đấy, vận tải đường biển đấy. Mà trời ơi, các quốc gia ở UAE đấy là đang rất là chú trọng, đang rất là mong ông Skyway là nhanh lên để xây cho tôi cái giao thông container ấy đi. Đấy, cái đường vận chuyển container ấy đi, rồi là vận tải đến 300 đến 200 300 hành khách trên giờ đấy. Vận tải 500 km/h đấy. Đấy, họ rất là mong là chúng ta xây dựng được cho họ. Thế thì chúng ta, như ngài chủ tịch nói, thì đến hết năm 20 này chúng ta sẽ chứng nhận những cái loại hình đấy. Và đến năm 21 thì là chúng ta sẽ xây dựng cho họ những cái loại hình đấy anh chị em ạ. Đấy, đây là anh chị em là đang đầu tư đúng nơi đúng chỗ rồi, mà chọn một cái ngành giao thông mà nó rất chọn một cái ngành để đầu tư nó rất là ok như thế. Nó có cái tiềm năng phát triển rất là lớn, cái nhu cầu rất là lớn. Đấy. Tiềm năng rất là lớn, và hơn thế nữa là chúng ta đâu còn trong cái thời gian nghiên cứu đâu. Chúng ta đâu còn trong cái thời gian nghiên cứu đâu đúng không anh chị em? Mà là chúng ta đã bây giờ chúng ta đã được thương mại rồi, chúng ta đã xây dựng rồi. Đấy. Những cái mà liên quan đến cảng biển nhá, anh chị em có thể lên tu Google, anh chị em tìm những cái mà liên quan đến cảng biển thì anh chị em sẽ thấy là cảng biển nó có một cái nhu cầu vận chuyển vô cùng lớn. Nó vô cùng lớn mà nó chủ yếu là container cơ. Vận tải container ấy. Đấy. Mà chúng ta có cái vận chuyển unicorn đúng không ạ? Thay thế cho container ấy. Trời đất ơi, bao nhiêu là tiền anh chị em có biết không? Đầu tư vào một cái dự án cụ thể của người ta đấy, một cái con đường người ta thôi đã bằng đầu tư hẳn cả vào một cái công ty rồi đúng không ạ? Cái doanh thu rất là khủng, nó rất là lớn rồi đấy. Thì đấy thì là mình phải tìm hiểu về cái lĩnh vực giao thông vận tải cơ, thì là mình mới biết được rằng cái nhu cầu của họ lớn đến mức như thế nào, và cái nguồn thu mà mình sẽ có trong tương lai ấy thì là nó sẽ lớn đến mức như thế nào đúng không anh chị em? Thế là mình đầu tư đúng nơi đúng chỗ thì là mình yên tâm đúng không ạ? Mới có công nghệ gì mà chạy hơn 1000 km với em? Không phải Skyway thì chỉ có Hyperloop. Hyperloop gần đây là mới đưa thông tin là đã chạy thử nghiệm thành công con tàu của họ
mà có thể đạt được cái vận tốc là hơn 1.000 km. Thì Hyperloop thì nó chạy trong đường ống chân không ấy, thế nhưng mà cái chi phí cho cái việc xây dựng ấy, tàu Hyperloop ấy thì nó không hề rẻ, chút nào đấy. Và nó cũng rất là kiểu trông nó không được đẹp lắm, nó không được dừng, nó hơi kiểu bị bưng bít ấy. Bởi vì sao? Là bởi vì là cái ống chân không ấy, anh chị em mình dùng là cái ống chân không nó to như này, nó to, rất là to. Cái đường kính của nó là 2 mét sao ấy, Linh không nhớ lắm. Cái đường kính của nó là 2 mét mà nó kín như bưng ấy, tức là nó chạy bên trong thì anh chị em bên ngoài anh chị em không thể nhìn thấy được, mà mình ngồi bên trong mình cũng không thể biết được là bên ngoài như thế nào đấy. Thế thì là khi ví dụ như chẳng hạn mà bị mắc kẹt hay là bị làm sao đấy thì cái vấn đề là xử lý cái lỗi của nó thì cũng chưa được dễ dàng cho lắm. Và bản thân mình khi mà ngồi trên những cái con tàu mà nó bít kín như thế này mình cũng rất là sợ, đúng không anh chị em? Cái đó là còn chân không, chẳng may mà có vấn đề gì xảy ra thì không đủ không khí để thở, thế là chả mấy chốc mà chết cũng sợ. Chúng ta cũng có công nghệ đấy, chúng ta là Hyperloop. Thế thì có một lần là Linh đã chia sẻ với anh chị em rồi đúng không? Nhưng mà tàu của chúng ta thì sẽ có thể là sẽ chạy trong cái đường ống trong suốt, có thể là sẽ là như thế. Nhưng mà cái đấy thì chúng ta sẽ đưa vào thử nghiệm sau. Còn hiện tại thì bây giờ là chúng ta đang phục vụ cái nhu cầu vận chuyển của thế giới, những cái mà thế giới đang cần đó. Còn những cái mà thế giới mà chưa cần lắm ấy thì chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta cũng có công nghệ đấy. Và nó cũng nó ngài chủ tịch thì đã nghiên cứu xong xuôi công nghệ đấy rồi. Thế chúng ta chỉ còn xây thử nghiệm thôi. Đấy, chung là chúng ta không có nha chị em nhé. Và chúng ta có mà cái chi phí xây dựng của chúng ta mà thấp hơn so với người ta, chúng ta đi an toàn hơn so với người ta, thì đương nhiên là như nào ạ? Thế giới người ta biết so sánh chứ. Thế giới người ta biết so sánh, người ta sẽ lựa chọn ông Skyway chứ, đúng không anh chị em? À, chị Thanh Tâm đi Skyway sướng hơn, được ngắm biển trời mênh mông, chính xác luôn. À, khi mà đi Skyway nhá anh chị em nhá, là được đi trên cao, đúng như chị ấy nói, tức là được ngắm biển trời này, cây cỏ này, hoa lá này, để rồi nó rất là êm, và cái độ ồn của nó cũng được giảm đến mức tối thiểu, thì đi nó sẽ rất là thích, đấy. Thêm nữa là nó an toàn. Mà ông Skyway thì lại giá cả thì lại hợp lý hơn rất là nhiều. Những cái liên quan đến giá cả thì là Linh cũng đã phân tích cho anh chị em nhiều về giá cả rồi đúng không? Thế tại sao mà nó lại có cái giá thành thấp đi thì là chắc Linh không cần phải nói lại nữa đúng không ạ? Đấy. Ông Skyway thì rất nhiều lợi thế luôn. Bây giờ là chỉ xây dựng thôi, hoàn thành là xong những cái thử nghiệm rồi. Đấy. À, chắc không cạnh tranh được với Skyway nhỉ? Họ chỉ có đúng một cái mảng đấy thôi. Họ chỉ có đúng một cái mảng là chạy trong chân không đấy thôi. Mà ông Skyway thì là những cái mà liên quan đến công nghệ mà chạy trên không đấy thì ông ấy là hoàn tất công nghệ rồi, đúng ạ, nghiên cứu hoàn thành xong rồi, bây giờ chỉ có xây thử nghiệm thôi đấy, chứ không còn phải như những ông khác là bây giờ là vẫn đang còn đang cấp vốn để mà nghiên cứu, đúng không anh chị em, để mà nghiên cứu để mà phát triển. Thì chúng ta nhìn nhận là cái Skyway của chúng ta là nó phát triển đến mức như thế nào, đúng không ạ? Riêng cái vấn đề là vận chuyển người và vận chuyển hàng hóa thôi là họ đã không theo kịp với chúng ta rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là họ thiết kế thì họ để họ chỉ vận chuyển người thôi. Còn chúng ta thì có cả vận chuyển hàng hóa. Và hai cái nhu cầu đấy thì nó cũng, hai cái nhu cầu đấy là hai cái nhu cầu rất là lớn luôn. Người cũng có nhu cầu vận chuyển mà hàng hóa cũng có nhu cầu vận chuyển. Thì đương nhiên là anh có cái thị phần lớn hơn thì là người ta sẽ rất khó cạnh tranh với anh rồi, đúng không ạ? Anh Bùi Chí Tinh bảo là, chủ tịch bảo là tôi biết Skyway là tốt hơn. Chính xác, một nhà khoa học ấy thì là họ biết được cái điểm nào là cái điểm tốt và cái điểm nào là cái điểm chưa tốt đấy, thì họ nhìn ra ngay. Ông ấy bảo là ôi trời, cái Hyperloop đấy nó không phải là cái sự thiết kế của một kỹ sư,
mà kiểu như là chắc là bên họ cũng thuê thiết kế như nào đấy, đại loại như thế. Đấy, tức là anh chị em thấy là cái việc mà Dubai phát triển kinh tế là do họ tập trung vào giao thông vận tải đấy, do họ tập trung vào phát triển giao thông vận tải nên là kinh tế của họ mới phát triển đến cái mức độ như thế đấy, đúng anh chị em? Đấy, đây là cái bí mật liên quan đến sự phát triển của ông Dubai. Không, thế là bây giờ là mình biết là vì sao mà ông ấy nhanh nhanh chóng là ông ấy chớp lấy cơ hội là xây dựng ông Skyway rồi đúng không anh chị em? Là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà xây dựng ông Skyway. Bởi vì ông biết là được một điều như này này, công nghệ này ấy, thế giới sẽ lựa chọn. Công nghệ này sẽ giải quyết được cái vấn đề cho thế giới. Thế nên là bây giờ mình là phải đi trước đón đầu, là nếu mình không là số 1 thì mình phải là đầu tiên. Đấy, anh chị em ạ. Ông biết mà, có những cái mà không 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 thể là duy nhất được. Giống như là đảo Cọ hay là tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa. Hay là sắp tới có một cái tòa tháp nữa mà cao hơn 1 km của ông ấy đấy. Tầm 1,3 km đấy. Thế thì là nhiều nơi trên thế giới là không làm được. Không làm được. Thế nhưng mà đường Skyway thì là cả thế giới là sẽ làm được. Thế nên là ông phải đi trước. Ông ấy phải là tóm ngay lấy Skyway. Đấy. Là số 1 là đầu tiên. Ông Dubai hay lắm anh chị em ạ. Ông ấy nói gì nhỉ? Để link cho anh chị em xem ông ấy nói gì nhá. Đây này. Ở Dubai, chúng tôi không ra bất kỳ quyết định nào mà không hoàn toàn tin tưởng vào tính khả thi của dự án. Mỗi khi khởi công một dự án mới, chúng tôi không bao giờ dừng lại cho tới khi nó được hoàn thành. Đấy, trích lời quốc vương Dubai đấy. Anh chị em thấy kinh khủng không? Ra quyết định rồi, ký kết xây dựng cho ông Skyway rồi. Đúng ạ. Thế thì anh chị em biết chắc chắn một điều là đã đang xây dựng ở Dubai rồi. Có cần về quốc vương là phải nhắc đi nhắc lại không ạ? Trời đất. Lời nói của vua mà bắt bắt vua phải là ví dụ như mà là anh quốc vương ơi, thực ra là em chưa tin lời anh nói đâu, anh có thể nhắc lại được không? Đấy, theo anh chị em là có ai mà dám hỏi quốc vương như thế không? Có ai mà dám hỏi vua như thế không anh chị em? Ông ấy đã phê duyệt, ông ấy đã ký rồi thì tức là đã được xây dựng rồi. Còn cái việc lúc nào họ thích bung lụa đấy là việc của họ. Chứ chúng ta là chúng ta làm sao mà có cái quyền mà đòi hỏi chính phủ của họ là phải show ra những cái bằng chứng là họ xây dựng đúng không? Thế nhiều anh chị em bảo là thế em bảo là nó xây dựng ở Dubai, thế bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Linh bảo thế anh không thấy là ông quốc vương ông ấy ký duyệt cái quyết định xây dựng này mà ông ấy đăng hẳn lên trên trang cá nhân của ông ấy luôn. Anh nghi ngờ quốc vương à? Chẳng qua là do không tìm hiểu thông tin thôi và do không biết đánh giá thông tin. Thế nên là đến bây giờ mà thực sự nhá, tìm hiểu về Skyway ấy mà không biết những thông tin trọng yếu ấy thì là cứ kiểu mơ mơ hồ hồ ấy. Nhìn công nghệ nó đẹp thôi, nhìn công nghệ nó ok, nó đẹp thôi, thích thôi, nhìn thì thích thôi. Đấy. Nhưng mà không tìm hiểu sâu ấy thì sẽ không biết được là cái quy mô mà ông Skyway phát triển đến mức độ như nào. Đúng không chị em? Anh Ninh Công Văn và em nói chuẩn quá. Vâng. Cái sự tìm hiểu là mất bao nhiêu thời gian, ngày nào cũng cặm cụi tìm hiểu thông tin về Skyway, ngày nào cũng tìm hiểu mọi thứ liên quan đến Skyway. Đúng không anh chị em? Thì là Linh mới có nhiều cái link thông tin chuẩn, rồi là những cái thông tin, những cái dữ liệu để mà gửi đến cho anh chị em. Chứ đâu phải là tự nhiên mà Linh ngồi đây và Linh vẽ ra được những cái đấy đâu, đúng không ạ? Linh không bao giờ tô vẽ thông tin. Đúng không anh chị em? Đấy, anh chị em xem like của Linh nhiều thì anh chị em biết. Đấy. Anh chị em là cổ đông thì anh chị em biết là cái link nào là link chuẩn đúng không? Rất là đơn giản thôi. Hello, xin chào tất cả các anh chị em.
Ngày xưa cái lúc mà mình lúc đầu Linh mới đầu tư thì anh chị em cũng biết là Linh cũng kể nhiều rồi đúng không? Mình bảo rồi đầu tư giao thông vận tải á, nghe nó cũ kiểu gì đấy, bởi vì nói giao thông vận tải thì mình hình dung đến những cái tàu kiểu tàu hỏa cũ kỹ này, rồi mình hình dung đến những cái xe tải nó kiểu nó cũ này. Thế rồi mình hình dung nó cũng chả có cái gì gọi là nó ngon lành lắm đấy. Thế mà lúc Linh nghĩ là ừ thôi thôi có cổ phần công ty là cũng được rồi. Thế sau này rồi họ làm ăn rồi là mình cũng có cổ tức, mình cũng được chia cổ tức. Đấy. Rồi là may mắn họ lên sàn thì là mình cũng có tiền đúng không? Thế lúc đầu Linh chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà về sau thì Linh tìm hiểu thì Linh mới thấy là à công nghệ Skyway đúng là công nghệ ok thật. Công nghệ đúng là tuyệt vời thật. Thảo nào mà người ta đầu tư nhiều như thế. Thảo nào mà Linh càng ngày Linh càng thấy là nhiều người đầu tư vào Skyway. Đấy, càng ngày càng đầu tư những gói lớn, càng ngày càng nắm những họ càng nắm nhiều cổ phần của Skyway. Đấy. Chứ họ không mang tiền thì họ đầu tư những dự án khác. Tại sao họ lại cứ đổ tiền vào Skyway mặc dù đến giờ Skyway bây giờ đến bây giờ là đã được chia cổ tức đâu? Đã chia cổ tức đâu? Thế mà vẫn ấy đúng không, mà vẫn là rất là thích đầu tư Skyway. Đấy, bây giờ nói thật với anh chị em là có những người mà có bao nhiêu tiền còn dồn hết cả vào Skyway ấy. Linh cũng thế. Anh Tiến Quang là cảm ơn chị Linh đã vất vả rồi đem những thông tin bổ ích cho nhà đầu tư. Thực ra thì thông tin thì cũng không phải là một mình Linh đưa, nhưng mà quan trọng là chúng ta nắm bắt được những thông tin gì và chúng ta biết đánh giá thông tin hay không thôi. Nhiều anh chị em thì là cũng cái thông tin như thế, thế nhưng mà lại chưa nhìn ra được cái tầm là nó sẽ phát cái tầm vóc là phát triển trong tương lai là như thế nào, đúng không anh chị em? Ôi anh chị em không hình dung được là cái vấn đề mà nó liên quan đến cảng biển đấy, liên quan đến cảng biển mà nó vận tải container ấy, thì nó sẽ mang lại cho mình cái nguồn lợi lớn như thế nào đâu anh chị em ạ. Nó mang lại nguồn lợi lớn dã man luôn. Anh chị em lên trên Google anh chị em search những cái liên quan đến vận tải cảng biển ấy, thì anh chị em thấy là trời ơi, hàng hóa của nó là ngập trời luôn. Và đấy chính là cái công việc của chúng ta đấy. Đấy chính là cái lĩnh vực mà chúng ta có thể thu được cái nguồn lợi rất là lớn nhờ cái việc đầu tư vào ông công nghệ Skyway này. Đấy, ông công nghệ tốt, ông ấy có cái sự độc đáo riêng. Ông ấy có độ khó rất là lớn mà. Có phải ông nào cũng làm được đâu. Đúng ạ. Có phải ông nào cũng làm được đâu. Đấy mới chỉ nói riêng cái vận tải đường bộ là như thế thôi. Sau đó còn những cái mảng khác nữa, những cái mảng nhỏ của người ta thì xét ra cũng bằng cả một cái công ty lớn rồi, đúng không ạ? Máy bay không người lái này, rồi là thành phố tiến tính này, rồi là gì nhiều lắm luôn, xe điện cho người khuyết tật, đúng không ạ? Thế bỏ bớt đi là còn không tự mình làm đấy, là còn phải kết hợp với bên ngoài để mà làm đấy. Chứ sức đâu ra mà làm tất cả những cái đấy anh chị em, đúng không ạ? Mình phải tập trung vào một cái chính của mình đã, đúng không? Trời ơi, cái thị phần giao thông, cái thị trường giao thông ấy thì nó rất là lớn luôn. Nó không phải như là cái thị trường mỹ phẩm mà hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu công ty họ cùng làm, họ cùng cạnh tranh nhau, thì cái thị phần của một công ty sẽ rất là nhỏ. Thế nhưng mà riêng cái lĩnh vực giao thông ấy thì theo anh chị em là có nhiều công ty mà phát triển những cái dự án giao thông mới không, hay là ít, hay là trên thế giới này thì đếm trên đầu ngón tay là những cái công ty mà phát triển những cái phương án, những cái dự án giao thông mới. Trời ơi, là đếm trên đầu ngón tay đó anh chị em ạ. Đấy. Mà ông Skyway thì ông ấy giải quyết được cái vấn đề là không phải là ông ấy đưa ra một cái loại hình xe mới, đúng không anh chị em? Ông có đưa ra một cái loại hình xe mới đâu, để ông giải quyết luôn cái vấn đề liên quan đường bộ. Ông giải quyết luôn cái vấn đề tắc đường này, đấy, cái vấn đề ô nhiễm môi trường này, cái vấn đề chi phí này, chi phí xây dựng này. Đấy. Rồi là ông ấy đi theo cái xu thế phát triển thế giới. Tức là sao?
Tức là ông đấy là rất thông minh, giao thông rất là thông minh, đúng không ạ? Đấy, giao thông thông minh, tự trị, không người lái thì đúng cái điều mà thế giới nó đang cần. Thế thì khi mà anh chị em đầu tư thì anh chị em sẽ biết một điều rằng là với quy mô toàn cầu như thế thì anh chị em sẽ thu được cái nguồn lợi nhuận rất là lớn, thu được nguồn lợi nhuận cực kỳ lớn. Và đương nhiên lâu dài, cái điểm mấu chốt ở đây đó là lâu dài, đúng không ạ? Thích lâu dài, anh chị em có thích cả đời không? Anh chị em có thích là chờ đợi từ 3 năm đến 5 năm thế nhưng mà cái nguồn lợi tức mình thu được về cả đời không? Anh chị em thích thế hay là anh chị em thích là tôi muốn tiền nhanh cơ, tôi muốn đầu tư vào cái dự án này dự án kia, mai nó trả cổ tức luôn cho tôi cơ, nhưng mà tôi chẳng biết nó chết lúc nào. Thế anh chị em thích đầu tư cái gì? Tùy anh chị em. Đúng ạ, mỗi người chúng ta thì lại có những cái sự lựa chọn riêng. Đấy, mỗi người chúng ta có một cái sự lựa chọn riêng. Mà tôi thích những cái sân sàn cơ, tôi thích là tôi đầu tư hôm nay mai có tiền luôn cơ, tôi thích nhảy vào nhảy ra nhanh cơ. Đấy thì tùy chúng ta thôi, tùy chúng ta. Linh thì là Linh thích đầu tư những cái gì mà nó có tương lai, nó phát triển lâu dài và quy mô nó lớn. Đối với Linh thì cái điều tuyệt vời nhất ấy là quy mô lớn, quy mô phát triển toàn cầu và đi đúng được cái sự phát triển của công nghệ thế giới. Điều đấy nó mới là tuyệt vời anh chị em ạ. Điều đấy mới làm nên chiến thắng. Chứ còn sân sàn nữa, những nhà đầu tư lão luyện đã nói rằng sân sàn cứ chơi thoải mái em ạ. Được rồi mất. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, thiện lúc nào nó sẽ thắng ác, đúng không anh chị em? Chính lúc nào nó sẽ thắng tà. Những cái gì mà nó đem lại cái giá trị cho thế giới thì nó mới tồn tại, nó mới bền lâu được. Còn những cái gì ấy mà nó hời hợt ấy, mà nó hớt váng ấy, thì nó không lâu được đâu. Anh chị em thích có tiền ngay thì anh chị em hớt váng được, không vấn đề gì. Nhưng mà nó không lâu được đâu, nó không bền được. Anh Linh sẽ đọc một số comment nhé. Anh Công Đinh Văn, anh cũng như em có bao nhiêu tiền đều đầu tư vào Skyway và chắc chắn sau này cũng chỉ đầu tư vào các dự án các ngành của Skyway thôi. Bởi vì sao? Là bởi vì là trời ơi, quy mô ông phát triển quá là lớn, đúng không ạ? Phát triển quá là lớn như thế thì mình đầu tư và mình càng đầu tư mình lại càng có tiền và mình biết là cái mà mình đầu tư thì nó rất là chắc chắn rồi nên mình rất yên tâm. Mình rất yên tâm khi mà mình đầu tư. Đúng không ạ? Chả đi đâu mà sợ. Nhiều anh chị đầu tư thì cứ lo nơm nớp là sợ tiền nó bốc hơi, sợ không thu được tiền. Thì ai bảo đầu tư sai chỗ làm gì? Đúng không anh chị em? Mình có cái tiêu chí để mình lựa chọn. À, anh Tiến Quang bảo là công nhận càng xem công nghệ trí tuệ của ngài Chủ tịch Unitsky càng thấy mê lắm luôn. Vâng, chính xác luôn. Anh cứ càng tìm hiểu thì anh sẽ càng hiểu về nó và anh sẽ càng thấy thích. Anh càng thấy, anh càng tìm hiểu thì anh càng nhìn thấy cái tính chân thực của nó. Chứ còn những người mà không tìm hiểu thì không nhìn thấy cái tính chân thực đâu. Cứ ngày qua ngày lại hỏi khi nào có tiền. Đấy. Thỉnh thoảng lại hỏi khi nào có tiền. Tiền thì chắc chắn nó sẽ có thôi. Làm ăn nó có lợi nhuận thì sẽ có tiền thôi. Suốt ngày hỏi. À, chị Lê Thị Sang đầu tư vào Skyway vừa tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Vâng, chính xác luôn. Đấy, đúng rồi, chị Lê Thị Sang nói quá chuẩn luôn. Vừa mạnh mẽ mà vừa bền vững. Đường giao thông thì có phải là cái lợi nhuận nó chỉ là thu được ngay cái trong vòng 5 năm, 10 năm đâu. Nó không phải là cái trend, nó không phải là cái xu hướng 5 năm, 10 năm, mà nó là cái xu hướng của 50 năm, của 100 năm. Đúng không ạ? Có ai người ta, có quốc gia nào người ta xây đường mà người ta đi 1-2 năm rồi người ta thôi, đúng không anh chị em? Làm gì có quốc gia làm như thế. Người ta bỏ ra bao nhiêu tỷ đô, bao nhiêu triệu đô ra người ta xây đường và người ta đi trong vòng 5 năm, 1-2 năm rồi người ta thôi đâu. Trời ơi, người ta đi hàng mấy chục năm, người ta đi hàng cả trăm năm, đúng không ạ? Chị Lê Thị Sang bảo là đầu tư một lần hưởng lợi tức nhiều thế hệ con cháu luôn. Đấy, không chỉ là đời mình mà đời con, đời cháu của mình thừa kế lại thì là con cháu vẫn được hưởng cổ tức, đúng không ạ? Có phải là điều tuyệt vời không?
Các anh chị em đầu tư sân sàn nhá. Không quá 2 năm nó chết. Các anh chị em có cái gì để anh chị em để lại cho con cháu? Thậm chí là tiền vốn anh chị em bỏ vào đôi khi là anh chị em còn chưa lấy được ra, mà anh chị em đã mất hết rồi, mất cả chì lẫn chài rồi, đúng không ạ? Đấy, thì anh theo anh chị em nên đầu tư cái nào? Nên đầu tư cái nó tốt hay là mà nó lâu một chút, hay là lên đầu tư những cái mà chúng ta có thể hớt váng nhưng mà chết lúc nào không biết. Anh Lê Huỳnh bảo là có người hỏi là sắp lên sàn chưa, chia cổ tức chưa, lại có người là hỏi là nó chết chưa cũng để. Vâng, nhiều người hỏi thế lắm anh, bởi vì người ta nghĩ Skyway là sân sàn mà, người ta tìm hiểu không tới nơi tới chốn này, người ta tìm hiểu không tới nơi tới chốn, người ta nghĩ là sân sàn, thì người ta thỉnh thoảng người ta hỏi xem là nó chết chưa, xem ông Skyway chết chưa. Thế mà xin thưa là 6 năm rồi ông Skyway vẫn sống nhăn răng và ông ấy vẫn đang rất là phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, được cả thế giới biết đến và được phía Dubai, Sara và UAE quảng bá rất là mạnh luôn. Đấy, rồi anh chị em thấy nó xây toàn cầu cho anh chị em. Chết cái gì mà chết, người ta đang phát triển ầm ầm, chết cái gì mà chết, người ta có phải sân sàn đâu, người ta là cái công ty truyền thống, tìm hiểu chả đến nơi đến chốn gì cả, thôi một tí là quy kết người ta là sân sàn này nọ kia, đúng không anh chị em? Sản phẩm người ta là đường giao thông, là cái đường giao thông, là những con tàu, là bánh xe thép chạy trên đường dây thép, là người ta xây dựng thật, người ta làm ăn thật, thì chứ chết làm sao được, cái mà thế giới cần thì làm sao mà nó chết được, đúng không anh chị em? Cái điều đơn giản như thế là phải phân biệt được chứ, đúng không ạ? Đấy, đầu tư mấy cái sân sàn thì nó nói hay lắm, nó hay lắm, nó bảo là chả lẽ hàng ngày này bao nhiêu lâu là thu được tiền vốn này đấy, thì là thích lắm, thì là đầu tư khoảng độ vài trăm triệu. Skyway thì 1.000-2.000 mà rụt rè, trời đất ơi, không hiểu là như nào luôn, chắc là cái số không có được, không nắm được nhiều tiền luôn đó. Đấy, tụi anh chị em thấy nhá, quốc gia làm mà chẳng muốn phát triển giao thông đúng không? Nhưng mấy anh chị em ở miền Trung dạo này Linh gặp rất là nhiều nha, anh chị em ở miền Trung bảo Linh ơi, miền Trung khổ lắm, rồi ôi sạt lở đất, rồi là lũ lụt mưa lũ này, đi đưa con đi học toàn có phải là ghe thuyền các thứ đấy, thế xong rồi là mưa bão như này là trẻ con nó phải nghỉ học còn gì nữa. Đấy, tụi anh chị em là rồi nhà mình đang ở mà nước lũ nó ngập đến hết cả nhà luôn. Đấy, nhà nào mà cấp 4 nó ngập đến tận nóc nhà, đúng không ạ? Mất cả chỗ ở, đúng không anh chị em? Đấy, thế ví dụ như là cái tàu của ông Skyway là cao từ 15 cho đến 30 mét so với mặt đường. Thế thì ở những cái nơi vùng trũng, những cái nơi nước lũ như thế thì là có thông báo bão một cái là anh chị em mà lên ngay tàu Skyway, anh chị em di chuyển đến cái nơi an toàn để anh chị em tránh bão, đúng không? Thế sau rồi hết bão thì mình về. Thế nó di chuyển rất là nhanh, nó di chuyển rất là nhanh, thì là anh chị em là đảm bảo được về tính mạng và tài sản, không bị thất thoát đi đâu nhiều, đúng không ạ? Công nghệ của nó ok như thế thì chúng ta phải ủng hộ chứ. Rồi là mấy anh chị em miền Trung bảo là ôi dồi, anh chị mong lắm, mong có Skyway lắm em ạ, suốt ngày mong Skyway để có Skyway để đi lánh nạn thôi. Vì sao? Là bởi vì là đâu phải ai cũng có tiền để mà chuyển ra Bắc hay chuyển vào Nam hay là chuyển lên cái chỗ nào khác đâu, đúng không anh chị em? Đâu có phải là ai cũng chuyển được như thế đâu. Nếu mà ai cũng chuyển được thì miền Trung bây giờ là không có người ở và là bão gió thoải mái rồi, đúng không anh chị em? Thế người ta còn làm không đủ ăn, nói gì đến cái việc mà người ta mua đất mua cát ở thành phố đô thị lớn, đúng không ạ? À, anh Hoàng Vĩ bảo là hello chị, đúng rồi, Skyway công nghệ giao thông vận tải trên cao, càng ngày càng thấy yêu thích khi công nghệ Skyway mang lại cho con người sử dụng. Nhìn thấy Skyway phát triển vững mạnh, nền móng thì tốt nhất, còn vấn đề tiền chia cổ tức lên suy nghĩ sau. Cổ tức thì chắc chắn nó sẽ có, bởi vì anh chị em anh dung là nó làm ăn thật, thì lo gì cái vấn đề gì về cổ tức,
Đúng ạ, làm ăn thật, nó xây dựng thật thì là có lo gì về cái vấn đề về cổ tức đâu. Mà công ty người ta thì kiểm toán hàng năm như thế. Năm nào người ta cũng kiểm toán từ cái năm người ta bắt đầu gọi vốn. Bởi vì sao? Bởi vì là như này này, liên quan đến vốn, liên quan đến tài chính ấy, thì là đầu tiên là phải có một cái ủy ban tài chính đứng ra để mà kiểm soát những cái hoạt động của công ty ấy đã. Đấy là lý do vì sao mà phải có ông BVI FSC, là Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế, đứng ra kiểm soát cái hoạt động của ông Skyway. Bởi vì nó liên quan đến cái hoạt động liên quan đến tài chính mà, liên quan đến tiền mà. Tôi có một ông bên thứ ba, ông đứng ra ông kiểm soát. Đấy, chứ để cho ông tự do hoành hành thì lúc đấy là ông là sân sàn rồi. Đúng không ạ? Mà sân sàn mà khi mà công an sờ đến cái là chết ngay. Đúng không anh chị em? Đơn giản như thế thôi, mình phải xem là cái tính năng pháp lý là như nào, kiểm toán đầy đủ không, có ủy ban dịch vụ tài chính đứng ra là giám sát cái hoạt động của ông hay không. Pháp lý thì ok, pháp lý mà không ok thì làm sao mà làm ăn được với Dubai, đúng không anh chị em? Làm ăn với chính phủ quốc gia người ta, mà cái chính phủ quốc gia người ta nó là một cái đế chế về kinh tế, về tài chính, đúng không ạ? Ông lái gì mà ông đến ông lừa được người ta? Trời đất ơi. Đấy. Với những cái đầu mà toàn có sỏi như là quốc vương Dubai mà và đòi đến đấy lừa người ta thì đúng là cũng thấy hoảng thật, đúng không anh chị em? Hello, xin chào tất cả anh chị em nhé. Thế thì tình hình bão gió là các anh chị em ở trong miền Trung bây giờ lại phải hứng chịu một cơn bão nữa, đúng không ạ? Bão cũ chưa cả giải quyết được hết những cái hậu quả thì đến bây giờ lại bắt đầu là gánh chịu cơn bão mới. Mà Linh thấy hình như là cơn bão này thì nó vừa nãy mới đọc thông tin là cái mắt bão nó rất là to. Cái mắt bão của nó là 527 cái gì nhỉ? Mắt bão không phải cái mắt bão mà nó là cái vòng xoáy. Đại loại là cái bán kính hay gì đấy, đại loại là Linh nhớ rằng là cái độ rộng của nó là nó rơi vào tầm 527 km. Thế thì cái tầm phủ sóng của nó rất là lớn, nó rất là lớn và có thể là sẽ gây thiệt hại rất là lớn cho miền Trung của chúng ta. Thì có rất là nhiều tỉnh phải hứng chịu cái cơn bão đấy. Đấy, thế thì anh chị em nghĩ là nếu có tàu Skyway thì sao? Có tàu Skyway nhá thì anh chị em nhá, là chỉ cần 1-2 tiếng là anh chị em đã ra đến ngoài Bắc này rồi. Anh chị em là thoải mái, là anh chị em có thể là ở trọ ở đây ở ngoài Bắc một vài ngày cho bão nó ok thì là anh chị em quay trở về, đúng không? Đấy, mình đi tránh bão một thời gian xong rồi bão nó hết thì mình về, đúng không ạ? Tránh cái hiện tượng là sạt lở đất rồi là lũ quét rồi là mưa bão lụt các thứ đấy. Đấy thì trời đất ơi, công nghệ nó tốt như thế mình phải ủng hộ nó chứ, đúng không ạ? Đấy. Đấy, còn không tìm hiểu kỹ là còn đâm bị thóc chọc bị gạo, bảo là bao giờ đi san, có tức chưa, nó chết chưa, còn lâu là mới chết, nó còn phát triển ở vòng trên toàn thế giới ấy. Chết thì mà chết, đúng không anh chị em? Chết thế nào được? Rồi Dubai hậu thuẫn mà chết thì đúng là buồn cười, đúng không ạ? Tại vì sao? Là bởi vì là không nhìn nhận kỹ, không đọc kỹ thông tin người ta. Mình nhìn qua xong còn bảo người ta giống cắp treo. Oh my god, bảo người ta giống cắp treo. Linh nhớ là có cái lần mà Linh đi Đà Nẵng ấy, xong rồi Linh ngồi cắp treo ở lên chỗ Bà Nà Hill ấy. Ôi dồi ôi, chị em mình dung là lên cao kiểu như là nó mưa xong rồi không khí nó ẩm ướt, thế xong rồi là kiểu như là nó rung ấy. Thế là nó dừng lại nhá. Mà mình bảo là ôi sao tự nhiên lại dừng lại nhở? Thế là thấy thông báo bảo là điều kiện thời tiết là hơi xấu. Thế nên là những cái cabin đấy nó phải dừng lại. Mà nó đi với tốc độ rất là chậm. Và nó chạy bằng cái dây cáp mà. Nó chạy bằng cái dây cáp mà, chứ đâu nó có phải là đường ray đâu. Thế mà anh nào dám phán là cáp treo Skyway? Anh nào dám bảo là Skyway là cáp treo?
chả tìm hiểu công nghệ gì, phán linh tinh, đúng không ạ? Chị Lê Thị Sang, pháp lý của sân chơi là quá minh bạch rõ ràng, đầu tư vào đây là quá yên tâm luôn anh chị em ạ. Linh chưa từng thấy công ty nào mà lắm cái pháp lý giống như ông Skyway này. Hello, xin chào chị Tiên Kim nhé. Xin chào anh Nguyễn Cao Quỳnh. À, anh không biết anh Nguyễn Cao Quỳnh hay chị Nguyễn Cao Quỳnh. Xin chào tất cả anh chị em. Anh Vũ Hải và Cát Hải Đường đúng không ạ? Đấy, hai người tên Hải luôn. Đấy, thì anh chị em thấy là mình nhìn mình cũng phải nhìn nhận ra được cái sự khác nhau đúng không ạ? Mình cũng phải nhìn ra cái sự khác nhau nó là như thế nào chứ, đúng không anh chị em? À, anh Nguyễn Cao Quỳnh, hello anh. Xin chào Phạm Quỳnh Như nhé. À, đấy anh chị em thấy không? Trời đất ơi, công nghệ nó vượt trội thì là thế giới người ta mới đánh giá cao chứ. Anh Lê Huỳnh bảo là người ta hỏi vậy thôi. À, đành trả lời chết thôi. Vì những người như vậy không chứng minh được gì hết. Chính xác luôn. Người ta cứ hỏi chết chưa thì trong đầu người ta đã mặc định rằng ông Skyway, ông ấy là sân sàn rồi. Thì ông mới hỏi là chết chưa. Thế xong có nhiều người hay hỏi Linh này cơ. Em vẫn Skyway à? Đấy, lâu lâu kiểu mình cũng mời đầu tư từ lâu rồi. Thế xong là lâu lâu quay lại thấy mình vẫn đang làm Skyway, hỏi em vẫn Skyway à? Ồ, vẫn Skyway em. Vâng, em vẫn làm Skyway. Thế sao không nói gì nữa? Rất buồn cười. Nhưng mấy ông bảo, mấy ông thì là thấy càng ngày là ông Skyway càng mạnh, mà thấy xong là thấy Linh thì cũng làm online rất là mạnh. Thế là công ấy bảo là sang chạy dự án với anh. Sang chạy dự án với anh mới set up cái dự án mới. Sang làm với anh. Linh bảo: ô, em đang làm cái gói tốt làm sao em phải sang làm với anh? Ê, Linh thấy rất là buồn cười. Cái dự án của người ta là người ta phát triển trên cái quy mô toàn cầu luôn. Thế thì làm sao mà người ta phải thêm cái dự án khác làm gì? Đúng không anh chị em? Người ta tập trung một cái thôi, người ta sở hữu cổ phần nhiều một cái thôi, sau này người ta bằng cả chục cái, anh cứ chạy chục cái, anh cứ làm cả chục cái sân sàn đi, sau này anh ngoảnh lại anh nhìn lại không bao giờ bằng anh làm Skyway, đúng không ạ? Bằng cái việc là anh chọn một cái nơi mà nó giá trị, nó uy tín, nó mang lại cái quan trọng là cái giá trị cốt lõi cho thế giới, nó mang lại là cái gì, cái điều thế giới cần nó là cái gì, đúng không ạ? Chọn cái điều thế giới nó cần mà mình có thì là mình thắng, đúng không anh chị em? À, cô Nguyễn Dung bảo là có nhiều người đầu tư theo kiểu chạy theo, không tìm hiểu, khi đầu tư rồi lại không học hỏi nên cứ than ngắn thở dài. Vâng, chính xác luôn cô nhá. À, đầu tư thì là không ấy đâu, không chịu tìm hiểu thông tin đâu, chia sẻ thông tin xong là không chịu tìm hiểu nhá. Thế xong rồi là à, đầu tư thì là cứ kiểu nghe người này nghe người kia đấy. Linh thấy nhiều anh bảo là ôi anh nghe bà chị đầu tư vào cái này đầu tư vào cái kia giờ nó mất tiền em ạ. Linh bảo sao anh không tìm hiểu, sao anh đổ lỗi cho người ta, tiền trong túi anh là do anh quyết định, nhưng sao anh này đổ lỗi cho người ta. Người ta đầu tư nhá, chưa chắc người ta đã nắm bắt được chuẩn thông tin, thế nhưng bản thân anh là một nhà đầu tư, khi mà anh xuất tiền ra ấy thì anh mới là người quyết định đến cái việc thành bại, cái việc được mất tiền của anh. Đừng đổ lỗi cho người khác. Nhìn lại bản thân mình trước. Bản thân mình đã có đủ kiến thức thông tin chưa? Bởi vì ai là người quyết định đưa tiền ra đầu tư ạ? Mình. Mình là người quyết định bỏ tiền ra đầu tư. Đấy. Thì mất tiền là do mình chứ. Đâu phải do người ta, đổ lỗi cho người ta mời. Đúng không ạ? Đấy. Linh thì nói rất là thẳng nên là động chạm anh chị em nào thì anh chị em thông cảm nhé. Bởi vì sao? Bởi vì là đấy nó cũng là những cái bài học, đấy nó cũng là những cái điểm đỏ để cho chúng ta là phát triển lên, chúng ta rút kinh nghiệm lần sau và chúng ta đầu tư vào những cái gì mà nó mang lại cái giá trị lớn,
mà nó quy mô, nó phát triển toàn cầu, và nó là những cái mà nó thực sự ấy, thực sự mà mang lại cái giá trị cho thế giới. Thế thì chúng ta đầu tư chứ những cái mà lãi ngay sân sàn ngay, các anh chị em cũng đừng tham quá làm gì cả, đừng tham quá làm gì anh chị em ạ. Anh Lê Huỳnh bảo là mình mua ít đủ khả năng của mình là được, vâng, chính xác luôn. Mình cứ làm trong khả năng của mình cũng được. Đấy. Còn nếu anh chị em nào mà muốn phát triển thì Skyway cũng có cái chương trình đối tác. Đó là anh chị em có thể giúp Skyway gọi vốn và anh chị em có được hoa hồng. Thì là anh chị em là vừa giúp người khác có cổ phần này, mà anh chị em cũng có thêm tiền để anh chị em sở hữu thêm cổ phần của Skyway. Thì đấy là một cái việc mà có lợi cho cả đôi bên. Bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất là như này nhá, anh chị em biết được một điều là nắm cổ phần Skyway là một điều tốt rồi đúng không? Đấy, nắm cổ phần Skyway là một điều tốt, là một điều mà sẽ giúp cho người ta là có tiền trong tương lai. Thì khi mà anh chị em chia sẻ về cơ hội Skyway thì là anh chị em đang làm những điều tốt, đúng không ạ? Một cái dự án chân thật, một cái điều nó tốt đấy, thì anh chị em cứ nói về nó, mà anh chị em có thể là anh chị em nói, thậm chí là cái thông tin anh chị em đưa nó cũng chưa được chính xác cho lắm, nhưng mà cái kết quả người ta đạt được ấy là người ta vẫn có tiền, người ta vẫn thu được tiền về, và thậm chí là có thể thu được rất là nhiều. Thì đấy là một việc làm ok đúng không? Thế nhưng mà một cái dự án mà anh chị em mà không biết rõ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh chị em biết được rằng là vào đấy sẽ mất tiền rồi, mà anh chị em vẫn cố tình đi mời người khác, thì đấy mới chính là cái hành động sai trái, đúng không ạ? Đấy mới chính là cái hành động sai trái. Còn mình biết ông Skyway là ông Skyway minh bạch, ông Skyway ok về pháp lý, ông Skyway là được cả thế giới chào đón, ông Skyway là cả thế giới cần. Mình cứ mạnh dạn mình chia sẻ đâu có gì đâu mà sợ, đúng không? Giống như Linh là Linh ngồi chia sẻ cả năm trời đâu có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Ôi rồi anh Lê Huỳnh bảo là tiền mình đã chuyển đi đâu đó, hãy nghĩ tiền đó không phải là tiền của mình nữa. Không được, tiền là của mình ý. Một đồng mình bỏ ra là mình sẽ phải biết nó đi về đâu, nó có mang về cho mình nhiều tiền nữa hay không, hay là nó lại rồi đi, nó lại đâm nhầm vào cống rãnh, nó lại lộn cổ xuống đấy, nó lại không lên được, đúng không anh chị em? Đấy, lụt lội đấy, xong rồi là đi nhầm vào những cái cống thoát nước đấy, rồi cắm đầu xuống đấy, rồi là sao, rồi là không lên được. Thế thì là không được đâu, mình phải kiểm soát được cái đồng tiền của mình, mình phải biết là mình đầu tư có đúng nơi đúng chỗ hay không anh chị em ạ. Không phải là cứ bỏ tiền ra đầu tư là thắng đâu. Không phải là cái cổ phần công ty nào cũng giống cổ phần công ty nào đâu nhá. Mặc dù là hai ba công ty đều là những công ty tốt nhá, đều là những công ty thật nhá, đều là những công ty thật, đều là phát triển thật, đều là gọi vốn thật. Thế nhưng không phải là cái quy mô của công ty nào cũng giống quy mô của công ty nào. Thế nên là trời đất ơi, chọn được một công ty mà nó phát triển trên quy mô toàn cầu nó khó lắm chứ. Đâu phải chỉ đơn giản đâu anh chị em. Mà anh chị em thì nhìn thấy rõ rằng ông Skyway là ông thuộc cái lĩnh vực mà rất là ít sự cạnh tranh từ những cái công ty mà cùng phát triển cùng lĩnh vực đấy. Đếm trên đầu ngón tay, trên thế giới là đếm trên đầu ngón tay, đúng ạ? Chứ đâu có phải sản xuất bánh kẹo hay là sản xuất mỹ phẩm đâu mà tính hàng triệu triệu công ty, đúng ạ? Đấy mới là cái vấn đề. Sau ông phát triển trên quy mô toàn cầu mà ông được hậu thuẫn bởi những quốc gia lớn như thế, những chính phủ quốc gia lớn, nền kinh tế người ta phát triển, công nghệ người ta phát triển. Thế thì anh chị em nắm chắc phần thắng trong tay rồi còn gì nữa, còn gì đâu mà sợ, đúng không ạ? Chị Lê thì sao mà là nắm giữ 0,5% cổ phần của doanh nghiệp lớn có quy mô toàn cầu sẽ lớn hơn việc nắm giữ 90% cổ phần doanh nghiệp quy mô quốc gia, chuẩn luôn, đúng không ạ? Ông nắm giữ ít phần trăm của một công ty nó lớn còn hơn là ông nắm giữ nhiều phần trăm của công ty nhỏ. Công ty nhỏ mà phát triển trong tỉnh, trong huyện hay là trong quốc gia mà nó không được ok lắm ấy, thì làm sao mà nó bằng cái việc ông nắm cổ phần công ty lớn như Apple, Facebook, Google thứ được, đúng không anh chị em? Không phải công ty nào cũng giống công ty nào. Anh Bảo Lam Phạm bảo là mấy người hỏi Skyway chết chưa, toàn là bọn anti fan.
kiểu hỏi ra chừng xem sao cơ hội chụp hay là chết để bọn chúng chờ cơ hội cười há hê mình. Cứ để nó cười giống như anh gì vừa rồi anh bảo đấy, nếu mà hỏi như thế thì bảo luôn là nó chết rồi. bởi vì là những người như thế thì không giải thích được gì cả. Nhiều anh thì cứ vào hỏi Linh là ôi em vẫn làm Skyway à? Vâng, em vẫn làm Skyway. Sao làm cùng với anh? Dự án của anh làm sao mà bằng được Skyway mà anh cứ mời làm gì cho nó mất công ra, đúng không ạ? À, Bùi Nguyễn Anh Tú, thế Skyway cũng có đối thủ Hyperloop của Elon Musk rồi, không biết có ảnh hưởng gì đến Skyway không? Thế thì anh lại phải tìm hiểu xem cái quy mô của ông Skyway là như nào. Linh vừa mới chia sẻ với anh chị em về cái quy mô của ông Skyway luôn. Hyperloop ấy, họ mới chỉ có một cái loại hình, đó là vận tải trong ống chân không đấy. Và không phải là quốc gia nào họ cũng thích cái loại hình đấy. Không phải là quốc gia nào cái loại hình đấy không đặt được trong thành phố đâu. Nó chỉ là liên tỉnh thôi, liên tỉnh liên quốc gia thôi, chứ còn nó không đặt được trong thành phố, trong nội đô. Còn ông Skyway nhá, ông ấy vừa trong thành phố, ông vừa trong nội đô, bất cứ cái địa hình nào ông cũng xây được. Quốc gia nào ông ấy cũng xây được, băng tuyết, mưa đá, mưa lũ, rồi là bão cát, rồi là tất cả mọi thứ là ông ấy đều đi được hết. Đấy. Mà ông vừa chở hàng hóa, vừa chở hành khách. Ông Skyway thì ông có đến 14, 15 loại hình giao thông vận tải. Ông Hyperloop cũng có một cái loại hình như thế. Thì đương nhiên anh chị em hiểu một điều rằng là không phải là trên thế giới sẽ là một mình ông Skyway độc chiếm cái lĩnh vực giao thông vận tải, mà sẽ có nhiều cả những công ty khác nữa. Nhưng công ty nào chiếm thị phần lớn thì chúng ta phải tự phân tích, vì chúng ta là nhà đầu tư mà. Chúng ta phải tự phân tích xem là ông nào mà có nhiều sản phẩm thì sẽ đáp ứng được nhiều cái nhu cầu vận tải hơn. Và cái chi phí, cái giá thành hợp lý ấy, thì sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn. Đúng ạ. Cái đường Hyperloop nhá, nó không rẻ đâu anh chị em ạ. Cái đường nó không hề rẻ chút nào luôn. Mà làm sao nó đặt được ở trong thành phố, làm sao nó giải quyết được cái vấn đề ùn tắc trong thành phố. Mà ùn tắc thì là ùn tắc ở các thành phố lớn, chứ nông thôn hay là liên tỉnh thì đâu có ùn tắc nhiều đâu. Đúng ạ. Đấy, đây là riêng cái lĩnh vực giao thông. Ngoài ra là ông Skyway còn những cái lĩnh vực khác nữa. Ví dụ như là thành phố Tuyên Tính chẳng hạn. Ông Hyperloop của thành phố Tuyên Tính không? Có giải quyết được cái vấn đề dân sinh cho các quốc gia không? Không. Ông Skyway không giải quyết được. Giá thành của ông ok, công nghệ của ông tốt, thế đương nhiên người ta chọn ông đấy rồi chứ, đúng không? Nghe chị em. Mà ông Skyway lại có một cái công nghệ mà còn hơn cả Hyperloop nữa. Đấy, chúng ta sắp thử nghiệm thôi, thử nghiệm ở tại UAE luôn, công nghệ Hyperloop của chúng ta. Nhiều anh chị em thì nhìn thấy công nghệ Hyperloop thì là cũng giật mình như Linh ngày xưa. Linh ngày xưa bảo wow, mình cứ nghĩ rằng cả thế giới này chỉ có mỗi Skyway, ai dè cũng có nhiều công ty khác cũng thử nghiệm những cái loại hình giao thông khác nữa. Thế nhưng mà về sau là mình phân tích được ra rằng ông có một cái mà ông cũng không giải quyết được cái vấn nạn ùn tắc. Đấy. Ông có thể là ok, ông đi từ California đến tận Luxembourg, hay là đến tận Bỉ, đến tận Paris, đúng không ạ? Nhưng mà cái vấn đề người ta là cái vấn đề người ta ùn tắc ở trong thành phố, ông có giải quyết được không? Thế thì tôi chả cần là phải đi tàu của ông làm gì cả, đúng không? Tôi cần giải quyết cái vấn đề ùn tắc đã, đúng không ạ? Tôi chọn Skyway. Đơn giản như thế thôi, đúng không anh chị em? Hello, xin chào tất cả anh chị em. Chị Hòa thì đỗ bảo là 0,5% của Skyway là 2 tỷ cổ phần, lên sàn tối thiểu 2 tỷ đô, quá khủng khiếp. Tỷ phú Dubai ông chọn một giai đoạn 4 tỷ cổ phần còn khủng hơn. Ông tham nhở. Ông chọn cả 4 tỷ cổ phần của người ta luôn, đúng không anh chị em? Để
nếu như mà ông ấy không ôm trọn cái giai đoạn 14 đấy thì có khi là đến bây giờ là vẫn còn nhiều cổ phần lắm ấy. Vẫn còn nhiều cổ phần lắm để cho anh chị em là thoải mái thời gian để anh chị em đầu tư đấy. Mà nhờ ông đấy ông ấy mua đứt một cái là mất bao thời gian của chúng ta đúng không? Anh bảo Nam Phạm bảo là Hyperloop giá thành đầu tư quá cao, nghĩ tới đó thôi thì tính khả thi cũng rất là khó. Vâng, mà ông Hyperloop bây giờ là vẫn đang thử nghiệm mà. Đương nhiên là người ta thế giới thì là vẫn sẽ có người lựa chọn cái này, người lựa chọn cái kia. Ví dụ như là người thích Pepsi, người thích Cola ấy, Coca-Cola ấy, thì là vẫn có sự khác nhau. Và đương nhiên là cái thị phần nó chiếm được ở cái mức như thế nào mới là điều quan trọng, đúng không ạ? Chứ làm ăn mà không cạnh tranh ấy, làm ăn mà không cạnh tranh thì làm gì có cái chuyện đấy. Rồi một ông ra phát là bao nhiêu ông học theo đúng không? Quan trọng nó học được không, đúng không ạ? Ví dụ như là tổng thống Nga Vladimir Putin thì là cực kỳ ít người mà cạnh tranh với ông đấy đúng không? Nhưng mà tổng thống Mỹ thì là cứ 4 năm là lại mấy ông là tranh nhau quyền tổng thống, đúng không anh chị em? Đấy. Hôm trước thì Linh xem trên mạng này có một câu rất là buồn cười, thực ra là một câu kiểu như là dân mạng cũng chế ra để trêu thôi. Thì vợ của ngài Vladimir Putin bảo là tôi rất buồn bởi vì là 10 năm nay thì anh ấy chẳng thăng chức gì cả. Anh chẳng thăng quan tiến chức gì cả. Vladimir Putin thì chả ai tranh gì cả. Làm tổng thống bao nhiêu năm rồi, nguy cơ là phải làm tổng thống đến cuối đời, bởi vì là không có ai tranh với ông đấy cả. Ông Skyway thì ông cũng mạnh kiểu như thế đấy. Ông ấy mạnh kiểu như thế luôn. Có những ông khác nhưng mà cạnh tranh được với ông Skyway thì khó. Khó, anh chị em về phân tích nhiều cái yếu tố thì mới biết là tại sao mà cạnh tranh với ông Skyway lại khó, đúng không ạ? Mong Skyway nhanh có ở Việt Nam anh chị em ạ, để cho đồng bào là đỡ khổ. Ở thành phố như là Hà Nội hay là Hồ Chí Minh thì là giải quyết được cái vấn đề tắc đường đi. Trời đất ơi, trời đất ơi, Linh ngồi xe mà đi cái đoạn đường có nhiêu 1-2 km mà ngồi trời đất ơi hơn 30 phút đồng hồ, sợ luôn. Đi mãi không được một bước, sốt hết cả ruột, mất bao nhiêu thời gian, đúng không anh chị em? Ảnh hưởng đến tâm trạng nữa. Hello anh Vũ Khắc Quyết nhé. Xin chào tỷ phú đô la Vũ Khắc Quyết. Chào anh Nguyễn Hà. Xin chào Tây Hà. Xin chào tất cả anh chị em. Đấy, anh chị em thấy trời ơi, mà Linh nghĩ nhá, cái vấn đề bão gió này, lụt lội này, hay là mưa tuyết này, hay là bão cát các thứ này, thì ông Junki chắc là ông ấy cũng đã nghĩ đến hết cả rồi. Thế là ông mới sáng tạo ra cái loại hình giao thông vận tải mà giải quyết được tất cả những cái vấn đề như thế. Thế xong rồi là cái công nghệ của chúng ta anh chị em mình dùng nó hay chỗ này này. Nó nghĩa là người ta tính toán đến những cái nhiệt độ ấy. Tính toán đến những cái nhiệt độ mà hiếm khi nó đạt được đến ở một cái vùng nào đấy nhá. Ví dụ như là ở Nga thì chẳng hạn như là cái mức nhiệt mà xuống đến tận -70°C ấy, là cái việc mà gần như là 100 năm nó mới diễn ra một lần thôi. Thế thì là mình đã tính đến là cả ngay cả trong cái trường hợp đấy mình vẫn chạy được rồi. Đấy. Và tính trên cái nền nhiệt mà lớn nhất ở tại phía Sahara đấy, ở tại những khu nóng ấy, cái nền nhiệt cao nhất của người ta lên đến 60-70°C mà mình vẫn chịu được, thế là mình ok rồi. Đương nhiên là cái mà liên quan đến động đất hay là các thứ thì là cũng đều có tính toán hết. Đấy, độ bền cao mà sức chịu đựng rất là cao, đúng không ạ? Đấy mới là cái điều tuyệt vời chứ. Anh chị em tìm hiểu nhiều Skyway và anh chị em xem nhiều những cái video, những cái video mà liên quan đến Skyway đấy, anh chị em nắm bắt nhiều thông tin vào thì anh chị em mới thấy được là ông Skyway ông rất là ok luôn. Mà mình lúc mình mới tìm hiểu thì anh chị em tìm hiểu kỹ vào, anh chị em tìm hiểu thật là kỹ vào thì anh chị em sẽ có được cái kiến thức cơ bản, và anh chị em càng tìm hiểu thì anh chị em mới biết là anh chị em nó có đáng tin hay không cơ. Chứ còn nếu mà không tìm hiểu thì là không là kiểu cứ mơ hồ đấy. Cứ mơ hồ bảo là không biết là nó có đáng tin hay không ấy.
nguy hiểm lắm, đầu tư là phải có rất nhiều thông tin. Anh Tiến Quang bảo là chính xác luôn, mong cho Skyway có ở Việt Nam mình để giải quyết nhiều vấn đề về giao thông, nhiều vấn nạn về giao thông. Vâng, chính xác luôn. Những cái vấn nạn về giao thông người ta giải quyết được, còn ông Hyperloop thì là cũng giải quyết được, nhưng nó giải quyết một cái mảng nhỏ thôi, một cái mảng rất là nhỏ thôi, cái thị phần rất là nhỏ. Bởi vì là ví dụ như Việt Nam, tôi chả cần gì liên quan tàu Hyperloop mà chạy 1.200 km/h để làm gì, tôi chưa cần đến những cái mà như thế, đúng không ạ? Cái điều tôi cần là bây giờ giải quyết ùn tắc cho thành phố cho tôi đã này, giãn dân cho tôi đã này, đúng không ạ? Đấy mới là hai cái vấn đề cấp thiết mà tôi cần, còn những cái kia tôi chưa cần, đúng không anh chị em? Đấy. Thế có những gói gọi vốn mà anh chị em bây giờ anh chị em đầu tư được đấy, mà anh chị em không nhanh lên là cũng không còn đâu, bởi vì nó là những cái giai đoạn cuối của việc gọi vốn rồi. Không nhanh lên là hết cổ phần. Gói mà nhỏ 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 thì anh chị em có thể đầu tư gói 600 đô này, gói 1.200 đô và gói 5.000 đô thì được trả góp từ 10 tháng cho đến 12 tháng. Và cái chiết khấu cao nhất là thuộc về gói 5.000 đô. Thuộc về gói 5.000 đô thì là chiết khấu 1/100, tức là được 50 đô thì được 500.000 cổ phần và được ghi danh, được lưu danh vào trong bảo tàng của Skyway ở Belarus, ở tại UAE, và thậm chí là sau này ở những cái nhà ga ở trên những con tàu thì đều được phát những cái video đấy, tên của anh chị em mà đi khắp thế giới luôn. Đấy, mưa bão bắt đầu về đến miền Bắc rồi đấy anh chị em ạ. Mưa bão là bắt đầu về đến miền Bắc rồi đấy. Đấy. Thế thì hôm nay Linh nghe là tầm 4 giờ chiều nay là miền Trung đã hứng chịu hậu quả của cơn bão lớn rồi. Họ rất là khổ luôn. Mà anh chị em thấy là cái loại hình giao thông nó tốt như thế, nó giúp đỡ người ta như thế thì là mình chưa ủng hộ về tiền thì mình cũng phải ủng hộ về tinh thần nữa chứ. Thỉnh thoảng này vào đá xoáy, bao giờ có tiền, bao giờ cổ tức, chết chưa, với cả chết sống chưa. Đúng không anh chị em? Tìm hiểu đi, đừng có mà đâm bị thóc chọc bị gạo người ta như thế, đúng không anh chị em? Đấy, tất cả là Linh khuyên anh chị em là như này này, cái cơ hội mà làm việc với Skyway ấy nó rất là lớn. Nên là anh chị em bây giờ anh chị em không còn sợ sệt gì cả, anh chị em cứ chia sẻ mạnh cơ hội Skyway đi, không vì gì phải sợ. Dự án nó chân thật, nó chân chính nên mức cái mức độ như thế, nó rõ ràng là cái mức độ như thế, thì anh chị em làm gì phải sợ, đúng không ạ? Biết gì mà phải sợ, cứ chia sẻ thoải mái. Có người tin, có người không tin. Tin thì mình chia sẻ tiếp, không tin thôi, kệ. Anh chị em không việc gì phải lo. Trời đất ơi, bao nhiêu là cái thông tin mà nó minh bạch, rồi là thế giới ủng hộ như thế, rồi không việc gì phải lo, không việc gì phải sợ. Thiếu thông tin thì bảo Linh gửi cho. Thiếu Linh chuẩn nguồn thì bảo Linh gửi cho. Lưu trữ Linh chuẩn nguồn để làm gì? Thỉnh thoảng giờ cho anh chị em còn để làm gì nữa, đúng không? Anh Lưu Nguyễn bảo là ở Huế nguyên ngày anh không ra được khỏi nhà luôn em ơi, mong Skyway có ở Việt Nam sớm. Đấy, anh chị em thấy không? Đó, Linh vào Huế, Linh cảm thấy ôi Huế đẹp lắm, Huế thích lắm, yên bình lắm. Đấy, tự nhiên lụt đến tận nóc nhà, trời đất ơi, và cố đô Huế đấy. Mình nghĩ chứ, ôi cố đô Huế, ôi, đấy là Linh đi thăm cố đô mà. Đấy, Linh thăm cố đô xong rồi Linh nghĩ là trời ơi, cố đô mà bị ngập đến tận nóc như này thì chắc là chết quá, đúng không anh chị em? Đấy, thế chị em thấy có khổ không? Thế có cái giao thông Skyway nó tốt như thế thì anh chị em có ủng hộ không? Ủng hộ gì nữa? Đúng không ạ? Nhiều anh chị em ở miền Trung là bảo là anh chị là muốn có Skyway lắm rồi, anh chị đầu tư mong là sớm có ở Việt Nam, mà với cả là mình có thêm tiền nữa đấy. Đầu tư thì sau này mình có tiền mà, nó phát triển trên quy mô toàn cầu thì mình có tiền. Mà là có ở Việt Nam thì là cuộc sống đỡ khổ bao nhiêu, đúng không? Thì anh chị em thấy là cái việc là sạt lở đất rồi là lũ quét đấy, rồi ơi, nó cướp đi tính mạng của bao nhiêu người, giao thông, hệ thống giao thông cũ ấy thì nó giết chết bao nhiêu người rồi. Chúng ta ủng hộ gì cái đấy nữa, đúng không ạ? Bây giờ có cái mới nó ra đời, nó tốt hơn thì chúng ta ủng hộ cái tốt hơn chứ, đúng không anh chị em? Mà ông Skyway thì ông ấy quá rõ ràng, quá minh bạch rồi, nên là Linh khuyên anh chị em cứ chia sẻ mạnh lên. Skyway thì có cái chương trình đối tác ấy,
thì anh chị em vừa giúp công ty gọi vốn mà anh chị em cũng có thêm tiền để anh chị em đầu tư thêm cổ phần, sở hữu thêm cổ phần cho chính bản thân mình. Mình biết mình đang làm điều đúng thì mình sợ cái gì, đúng không ạ? Mình thiếu thông tin thì mình học hỏi, mình thiếu thông tin thì mình tìm hiểu thêm, mình sợ cái gì đâu, đúng không ạ? Không phải gì phải sợ, mình biết mình đang làm một điều đúng rồi, không phải gì phải sợ nhé anh chị em nhé. Ok, anh Lưu Nguyễn bảo là bão đang mạnh quá. Vâng, Linh cũng có nghe thông tin là bão đang rất là mạnh rồi. Thì thôi, cố gắng, hy vọng là Skyway thực sự là thật nhanh có ở Việt Nam để là mà các anh chị em mà đỡ khổ, đi lại đỡ vất vả. Đấy, tôi chỉ biết chỉ mong vậy thôi, đúng không? Đấy, còn việc thực thi là còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hy vọng là nhanh có. Ok, rồi ngày hôm nay thì Linh sẽ chỉ chia sẻ đến đây thôi. Và cảm ơn sự tham gia của tất cả anh chị em. Cảm ơn tất cả anh chị em đã dành thời gian và dành những cái tình cảm tốt đẹp cho Linh. Đồng thời là lắng nghe và cập nhật tin tức của Skyway, đúng không ạ? Đấy là một cái điều mà tạo động lực cho Linh rất là lớn trong cái việc mà Linh chia sẻ thông tin cho chị em. Hẹn gặp lại anh chị em vào buổi tối ngày mai cùng những thông tin nhanh nhất và chuẩn nhất. Chúc tất cả các anh chị em ngủ ngon nhé.